Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nệ sâu chia ly buồn tê tái. Gớm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức vọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi, chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt cũng rốt vừa vừa. Thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây. Nên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Ta bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng. Nhà quàng à, sao lại có con nào đến rên rỉ cái chồng mất thế này mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ. Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa. Ồ nhỉ, thế giọng sao nghe hay thế, giọng anh vàng thỏ thẻ thế. Em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ. Nghe qua giọng em anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10 feet vai rộng 9 inch. Anh ơi anh tả em ơi anh tả cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế. Thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Thế à? Thế có gì làm chứng không? Ô giờ dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. Thế hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mang
con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế này. Sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ em hát? Anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em? Nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế à? Nhưng bản thân thầy thì có mạnh mẹ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường bôn xa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang tảng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tảng tàng tang là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh tình tình tinh tang tảng tàng tang có nghĩa là cái đường tình riêng đấy. Ô em ơi, cái đường tình riêng đó em, nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mặc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng trên đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Lớn, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. Hai ba nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống được sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì làm như em sắp chết đến nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố hai mày xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang. Mày đi mày không đi. Cấm mồm. Mẹ tao phóng cái này nó thọt vào trong mồm mày á. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ là xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Có người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, tao tưởng khủng bố, tao bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này. Được.
đó. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Thấy anh là phải nhà có nợ em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Học với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn à, nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa, thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc tao bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ mày hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chả thèm xem cửa. Không, mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế tao. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Để xem. Con này gớm khổ. Tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin. Được cái rời xích mày. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu. Chữ đài này không phải. Là chữ đài này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Đêm về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cơ. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nha, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nhé. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ừ. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả?
thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ô em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi, sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con. Bây giờ mới xem sơ mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói như nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à. Sang đây tao đổi tên rồi. Tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam. Tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kino. Kino. Kino là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Eo ơi, thế mày đổi tên rồi. Đổi rồi. Hai cu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này! Only cu, only cu. No more, only cu. That's it. Lở hay cu? Cu. À, thế lở ơi. Cu. Thế cu đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đấy, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là. Thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em thì anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu. Tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi, em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi, không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu bảo này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế chưa biết hay không thì cứ thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên. Thôi sẵn chùa luôn nhé. Đi nhá. Thôi đi. Lên chùa. Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây dưới trăng. Đây mà còn ngồi để coi phim hoạt hình hả? Đi vô!
Colin Jones. Chạy qua, đuổi qua, đá quá, đá quá, chuyển qua cho ta chạy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi, thằng chân ngắn mũi chạy không lại ai hết trơn trời à, vậy cũng đi đá banh nữa. Qua, qua, vô. Thả lên. Trời trời trời, còn còn kéo quần ta nữa chứ anh Giang. Trời ơi, anh Giang nó sợ. Trời Giang nó sợ luôn. Trời ơi, kéo quần ta. Chú ơi, chú tập được rồi đó. Chạy đi, chạy đi. Tội quá ha. Máu trắng á. Máu trắng cũng đi rồi ha. Tội ghê. Quốc Bắc Di Sung, anh đã chuyền bóng rất thông minh để quá luôn hay quá. Trong tư thế thoải mái. Hay dễ sợ luôn. Ghi bàn. Đá bàn. Thắng thứ hai cho cầu thủ Manchester United. Hàn Quốc. Đá bàn. Hàn Quốc. Đá bàn. Hàn Quốc. Đá bàn. Đá bàn. Ừ đá bàn. Hàn Quốc. Đá bánh. Đá bánh. Con co quạt quả. Trời ơi quá trời vui luôn. Con chuột chạy quá lẹ luôn. Con mèo chạy trong ghi. Trời ơi mặt quá y con mèo. Mặt má y như con chuột. Cái mặt mày y như khúc gỗ rồi đó. Trời ơi. Con đang coi phim hoạt hình mà. Giờ này là giờ ngủ. Đi vô. Đi vô mày. Bà với má, hai người á, mặt người nào nấy hả, ác đều quá luôn á. Đó, đó nói ông á. Nó nói bà đó. Không biết dạy con gì hết trơn à. Tối ngày cứ coi phim Hàn Quốc, phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc hay. Hay cái gì? Tôi thấy tập nào, phim nào cũng ung thư, cũng máu trắng. Có nhiều đó làm hoài. Chứ đá banh có gì đâu mà hay. Sao hay? Trời, tự nhiên hai mấy thằng giành nhau có một trái banh chạy loạn xạ hết trơn á. Đưa cho mỗi thằng trái khỏi là giành ai hết trơn. Có gì đâu mà hay. Trời ơi, nó có gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Cướp hả con? Gì vậy? Cướp hả? Gì vậy? Con gián. Ba má ăn cơm xong không chịu rửa chén vì con gián nó bu dưới sông chén thì ghê quá. Trời. Làm hết hồn mà. Bội à. Con gián thôi mà mày làm gì ghê vậy Tuấn? Con sợ con gián lắm. Ba xuống bắt con gián giùm con đi. Đi vô bắt. Ôi con sợ con gián lắm. Mày nghĩ sao mày to đùng lực lưỡng mày bự con vậy mà mày sợ con gián mày? Hả? Con sợ lắm. Thằng này nó không có giống tôi chút nào hết trơn rồi. Con gián chút xíu gì. Làm gì mày sợ? Tao còn không sợ mà mày sợ. Nói chứ con cọp thì mình sợ. Con sói mình sợ. Nói con cọp mặt màu xanh không? Mà thấy hả? Cái sao con có được sợ vậy đó nghe chưa? Anh ơi, cho con ngồi chút con. Cái gì? Dán bà nội. Bị bị không à. Trời ơi. Con gián thôi đàn ông con trai thấy nó bò lấy chân đạp cái bẹp là nó chết rồi có gì đâu. Bội gì. Con gián chút xíu mà cũng sợ à. Cái nhà này đàn ông con trai cũng như không à. Cái gì vậy? Phải chi con cọp hay là con xấu gì mình sợ. Con gián mà sợ cái gì? Con sói đâu. Nè. Đây. Nhà này không có tôi là không có làm được gì. Con gián chút xíu. Lê cho cả xóm là biết sợ rồi. Đàn ông gì mà nhát cấy vậy? Để đó cho tôi. Dán một chùm luôn à. Tôi tưởng một con cái sợ dán. Ba má ăn cơm sao không chịu rửa chén để con dán nó bu á. Bây giờ hả con dán là nhiều vi trùng ở trong nó sẽ gây các mầm bệnh cho ta đó. Trời ơi thấy chưa. Thấy chưa, ăn cơm không chịu rửa chén. Đàn bà con gái ăn cơm xong rồi rửa chén. Ngày nào cũng vậy đó. Ngâm cho một nồi. Chồng 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 lên như cái núi vậy đó. Vợ em hôi rình, không rửa. Cái gì vậy? Giờ nam nữ bình quyền. Ăn xong ông cũng có thể rửa được vậy?
giờ vừa mới ăn cơm xong là chiếu phim Hàn Quốc, giờ đâu mà tôi rửa chén. Bà nghĩ sao vậy hả? Tôi rửa chén là ai coi đá banh hả? Nhiệm vụ rửa chén là phải bà rửa chứ. Nam nữ bình đẳng, ông rửa, bà rửa, ông rửa. Nhìn gì? Ta ra cái lộn nhìn gì? Mày tránh đó coi. Tránh đây coi. Ta cái lộn mà cứ đứng đó nhìn nè. Ông bà rửa. Ông rửa. Tôi nói bà rửa. Với kìa con. Với gì vậy? Này của con mà. Viết gì? Viết cái gì? Hả? Viết cái gì? Viết cái gì nói cho ba nghe coi. Đưa đây coi, cái gì? Cái gì á? Bài tập làm văn của con. Chà. Hả? Bài tập làm văn hả? Dạ. Con đang tập làm văn. Trời ơi, mẹ, vậy nãy giờ con nói sớm cho ba. Sao ba con chịu nói cho mẹ nghe? Đây nè, làm tập làm văn phải không? Ừ. Con phải nói cho mẹ để mới dạy cho con. Mẹ là trùm văn của trường xưa con. Đúng rồi đó con. Hồi xưa mà ba cua mẹ con hả? Có một lần vô tình đọc được bài tập làm văn của bà mà ba muốn chết luôn đó. Hay quá mà chết đó con. Vậy đề tài gì ba? Đề tài là buổi lao động của tập thể lớp em vào buổi sáng. Nè, sáng sớm chúng em tập trung ở sân trường. Thầy giáo chủ nhiệm thổi còi, chúng em xúm lại quét quần quật như trâu. Ủa vậy là nói vậy má là con trâu hả? Phải. Không biết chuyện mới vậy nè. Làm văn con phải tả thật, thấy không? Mẹ với lại các bạn rồi quét như vậy là mình tả, mình lấy cái con trâu lên mình làm cái hình tượng tả thật vậy đó, là quần quật như con trâu. Hay không? Tả vậy mà nói là tả thật, quần quật như con trâu, bởi vì nó nói bà con trâu cũng đúng lắm á. Mình phải nói cái gì nhẹ nhàng chút xíu phải không con? Nó phải thanh tú chút xíu, làm quần quật như bò. Vậy là lớp em thầy học quét như con bò. Thịt bò nó mắc ăn thịt trâu nữa ba. Đúng rồi, bởi vậy vậy mới có giá trị cái bài văn của mình, đúng không con? Mày đừng có xạo như mày. Dạ, bà làm gì bà đánh nó mày? Bà làm gì bà đánh nó hả? Con trâu, con bò. Còn nữa chưa hết đâu con. Sau khi chúng em gom thành một đống rác, thầy chủ nhiệm cầm hột quẹt đốt đống rác, hương thơm ngào ngạt. Nổi điên rồi, rác mà hương thơm ngào ngạt. Ông không biết gì hết à? Biết sao? Hương thơm ngào ngạt đúng không con? Đúng rồi, ghét cái bay lên. Ờ, má, mà ghét đâu có thơm đâu. À, ẩn dụ, ẩn dụ. Ẩn dụ cái gì? Dùng văn con phải có ẩn dụ không? Ẩn dụ, đúng rồi, ẩn dụ. Thay vì bay lên cái con cho ẩn dụ là cái mùi hương bay lên ngào ngạt đó. Thấy mày giỏi không con? Ờ, đúng rồi, rác mà hương ngào ngạt. Phải ghi là thầy giáo chủ nhiệm đốt đống rác mùi thú quắc. Đúng rồi, ghét thú quắc à. Mày xạo như mày. Đánh rồi. Đánh hoài à. Nhờ mày theo ai? Theo ai? Thấy ai đúng không? Theo bọn. Ờ, ba đúng phải không con? Bây giờ con cứ đọc cái bài văn của con đi. Ba chỉnh, ba sửa cho ba đã trùm văn. Dạ, rồi con đọc nha. Đọc cái con. Tập làm văn. À. Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào buổi tối. Buổi tối khi mặt trời vừa tan sở về nhà, đàn gà về tổ. Hay quá, nó gen của tôi đó, nó gen của tôi đó. Là vừa lúc đó gia đình em cũng vừa về ổ. Gia đình này là cái ổ mày. Đúng rồi, nhà mình ăn cơm không ai rửa chén, tắm xong không ai giặt đồ hả, giờ như cái ổ vậy. Con nghĩ sao vậy? Tự nhiên nói nhà mình về cái ổ, rồi đọc cái bài văn lên cả trường nói là mẹ không có đảm đang đó. Mẹ không có dọn dẹp cái nhà như cái ổ, nghe nó dơ giấy bẩn tiểu. Đúng, đúng không? Đúng. Con phải ghi vô là cả nhà chúng ta tụ họp về chuồng. Về chuồng? Trời, không có về chuồng. Mà nghĩ sao vậy? Tự nhiên cái về chuồng à, làm như mình là gia cầm gia súc vậy. Nè, cúm H5N1 nghe chưa? Đúng rồi, gia đình chứ phải gia cầm đâu con. À, tự nhiên vô tưởng ba con gà nó thoát cổ giặt lông hết đâu được. Không có được ghi vậy con. Con phải ghi vậy nè, là cả nhà chúng tôi tụ họp về động. Về động. Động. Vậy ba là chú quỷ hả? Chú quỷ gì mà chú quỷ? Ba là chúa đảo. Chúa đảo. Rồi. Chúa đảo. Ừ. Thì em bỗng nghe thím tư kế bên nhà hỏi. Tí ơi, con ị xong chưa? Là gia đình em cũng vừa ăn xong bữa cơm chiều thân mật. Làm gì? Con có đề vậy. Thấy nè, là thằng Tí kế bên nhà chưa kịp ị xong là gia đình em đã ăn xong. Rồi. Không có viết vậy. Viết như vậy rồi người ta hiểu lầm rồi sao? Dạ. Hả? Ừ. Bỏ cái chỗ ị đi. Rồi. Ừ. Ăn bỏ. Cơm xong. Bỏ ị. Rồi em con bỏ rồi. Ừ. Ăn cơm xong, em coi phim hoạt hình thì bị ba em đuổi vô để ba coi đá banh. Con viết vậy là cả trường ta nói ba giành giật với con sao con? Hả? Không, con viết lại, con viết tự trên cho mẹ. Bỏ ị xong ha, xong rồi gia đình con vừa ăn xong bữa cơm chiều thân mật. Đó, con ghi vô cho mẹ, ghi cho mẹ. Không, đừng nghe lời mẹ con, chiều thân mật. Chiều đâu có ăn mật đâu. Phải nói là
ăn một bữa cơm thân cá. Dạ dạ. Cái quạt cá ba sao tưởng sao. Dạ, ăn cơm thân xong cá. Bữa cơm thân cá à. Mở ngoặc ba sao đóng ngoặc. Bây giờ tao nói tiếp ở dưới cho mẹ nè. Dạ, ăn cơm xong em coi phim hoạt hình bị ba em đuổi. Để ba coi đá banh. Ba nói nãy rồi đó. Đừng có ghi như vậy, người ta tưởng ba giành giật với con à. Nhưng ba cũng bị mẹ đuổi à. Để mẹ coi phim Hàn Quốc. Không ai chịu rửa chén ừ. Để con dán nó bu dưới đống chén ghê quá. Sao mà con Duyên mày khai ra hết vậy? Trời ơi, này nó làm văn mà nó không biết ẩn dụ. Nghĩ sao mà gia đình mình sao mà bê lên đây hết, đọc ra còn gì nữa. Nè, con phải nói là ba con á là một người đàn ông tuyệt vời, còn mẹ con là một người phụ nữ trung bình khá. Dạ. Tao cấm mày nha, mày ghi cái tao quấn. Ba em hả? Mày phải ghi lại. Đây là mẹ em, đây lại, mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời, còn ba em là người đàn ông trung bình kém. Cái gì? Cái gì mà kém? Mẹ em là phụ nữ tuyệt vời. Đúng. Ba em là người đàn ông trung bình kém và yếu. Cái gì? Kém tao còn chấp nhận được nha. Mày nói yếu rồi, cô giáo cô tưởng là tao yếu kia là sao? Hả? Dạ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mở, mở ngoài. Ba em không bị yếu cái kia. Trời ơi, mày ghi vô ký. Đúng rồi, bây giờ, con ghi, bây giờ con ghi theo ai? Con ghi theo ba. Con ghi là ba con là một anh hùng. Anh hùng thành tra. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Không, 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 không. Ba nói ba là con ngựa thành tra. Ba không phải con ngựa. Mày là con ngựa. Dạ. Ừ. Ba là anh hùng. Ba nói em là con ngựa à. Còn ba là anh hùng à. Mẹ là thành cho à. Mẹ là thành cho ừ. Rồi kết luận. Sao sao? Những đứa trẻ có một mái ấm gia đình giống như em ừ. Sẽ có một tuổi thơ dữ dội. Bà thấy chưa? Bà thấy cái tác hại chưa? Cũng may là bữa nay nó đọc cho mình nghe nè. Chứ nếu nó đem vô trong trường, nó đọc cho lớp nó nghe, nó đọc cho cả trường nó nghe, tôi với bà dám đi vô họp phụ huynh không? Bà thấy chưa? Tối ngày cứ coi phim Hàn Quốc, không chịu lo lắng cho con. Đúng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ không coi phim Hàn Quốc nữa. Ừ. Tôi sẽ là một người mẹ dịu dàng, đảm đang. Tôi sẽ chăm sóc cho con tôi. Chăm sóc chứ không phải trầm. Đánh lưỡi hơi quá đúng không? Ừ. Tôi sẽ chăm sóc cho con. Quá hơn cái này. Ừ. Bắt đầu tôi sẽ đi kiếm con của tôi. Ok. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Tuấn à. Con ơi, con thân yêu. Con ơi. Tuấn. Tuấn đâu rồi? Tuấn ơi. Không có con ở đây. Có bao giờ nó nổi loạn không ông? Nó bỏ nó đi chơi game. Mà chơi bây giờ game. Đang có võ lâm truyền kỳ. Thế nào nó chơi xong nó sẽ đột quỵ, xong nó phải đi nhà thương cấp cứu. Trời ơi Tuấn ơi, Tuấn ơi làm hết hồn, ra biểu. Ra ba biểu. Tuấn. Cảm gì ạ? Cảm gì đó con? Này của con bộ. Cảm gì đó? Cảm của con đó. Cảm gì đó? Cảm gì đó con? Ơi con, để ba má đi theo sau lưng con. Kỳ quá con. Nó bự vậy tự nhiên hai mình đi theo sau lưng như hai đứa con đó vậy ha. Thôi thôi. Tức. Không có giỡn nữa chứ. Cái gì vậy? Cái gì đây? Của này. Con mà. Mày hiểu coi cầm cái gì đó. Trời ơi, cái sổ liên lạc mà nó như cái nùi vẽ vậy đây nè. Trời đúng đất không? Ơi, sao vậy con? Cái này gì? Trời ơi, văn ba, toán bốn. Trời ơi, văn ba, toán bốn. Trời ơi, Tuấn ơi, đi vô trọng, lấy cái cây cho tao. Mấy cái này... Đến, còn cãi nữa hả? Còn cãi nữa, học hành vậy mà còn cãi nữa hả? Dặm dò, dặm cẳng hả? Nó thấy không, thấy chưa? Nó học văn ba, toán bốn thì làm sao nữa lớn hơn tôi nữa. Hả? Bà nói gì? Hết hồn. Hết hồn gì? Tao nghĩ sao ông không dạy con không để bây giờ vậy nè đó. Mang tí nó ngu si không thấy chưa? Văn ba toán bốn. Bây giờ dạy nè, trời mày làm gì lâu vậy Tuấn? Làm gì sao lâu vậy? Tuấn. Trời ơi. Thấy chưa? Bà thấy không? Dục tôi trong mặt ông chứ thấy không gì nữa. Thấy không? Tôi né được chứ không thôi nó xuyên qua người tôi là đem bà nướng rồi. Thấy không? Chọn đồ. Chọn đồ. Bà đá biểu. Bà đá để biểu. Anh quyết nó cho tôi. Bà đá để biểu mày. Tuấn. Ông đi vô, ông đánh nó cho tôi. Đi ra. Bà đá biểu. Ra biểu. Ra đây.
ra đây, mày chết với bà con ơi. Trời ơi, tao nói thiệt nha. Mày thù ha, dứt dắt rồi ha, dứt dắt. Nằm xuống ai dắt hả? Nằm xuống, nằm xuống. Văn nó có 3 điểm. Văn 3 điểm? Nghĩ sao mà học văn có 3 điểm rồi lớn lên làm sao mà viết thư rồi cua ghệ được hả? Hả? Toán 4 điểm. Toán 4 điểm? 4 điểm thì lớn lên làm sao biết biết ghi đề hả? Quá lịch sử 3 điểm rưỡi. Lịch sử mà có 3 điểm rưỡi. Lỡ con đi ra đường ta hỏi con Võ Tắc Thiên là ai, Lưu Đức Hòa là ai, Thần Điêu Đại Hiệp là cái gì? Rồi sao mày biết trả lời? Cô Long Dương quá ở đâu rồi sao mày biết? Ủa cái đó Hồng Kông chứ bộ. Ủa cái đó Hồng Kông. Phải không? Cái đó là bên Hồng Kông. Quên. Nhưng mà mày phải học lịch sử chứ. Khoan. Nãy giờ tôi đánh, ông đánh nó sao tôi thấy nó cười không vậy ông? Đánh liên tục. Đây. Cười quá. Sao giống trống trường quá vậy bà? Ông ngu lắm. Hồi nhỏ ba ông đánh ông không biết lấy cái đồ như đít không hả? Trời sao không biết? Cái này là gen của tôi nè. Trời con khôn quá trời, nó giống bà giỏi y chang. Trộn gì trống hả? Cái dĩa, biết chắc là cái dĩa. À, đó cái đồ cái dĩa. À bây giờ nè. Trời nó khóc rồi ông. Giờ mới đau nè. Giọt nước mắt rơi hay giọt sầu rơi rơi. Mày làm sao qua mặt được ngu ma dương và bà la soát các bạn. Hai người nhìn mặt ác đều hết luôn á. Ác đều. Đọc là ông quánh cái đó nghe. Ăn dụng trong giờ học. Trời, ăn dụng trong giờ học. Mày ăn cái gì nữa? Mày bự gấp 3, gấp 4 lần 3 rồi. Mày làm mày chuyện ăn nhục hả mày? Ăn dụng là con gái mà ăn dụng. Cho mày uống sữa mày bự hơn ba má rồi mà còn vô tới lớp còn ăn dụng nữa, mày làm nhục tao như mày. Nào còn nữa nè, giả chữ ký phụ huynh. Quá trời rồi, giả chữ ký của tao nữa. Chữ ký của tao là làm ra bạc tỷ, mày biết không? Không dám đâu, một ngày ba ghi đề lại mấy chục ngàn rồi, bị giả chữ này luôn. Mà thôi, không nói gì nữa. Còn cái này mới quan trọng nè, gọi cô giáo là bà phù thủy. Quá đáng. Mày quá đáng. Đáng lắm, mày nghĩ sao? Cô giáo là một cái gì đó cao cả, cao thượng, ngút ngàn ở trên trời. Đúng. Mà nghĩ làm sao mà mày nói là cô là phù thủy. Mày nghĩ sao mày hạ cô mày xuống cơ mày đâu có ăn thôi. Đó, phù thủy. Phải chi mà mày nói má mày là phù thủy thì tao kiểu. Xin lỗi bà, hay bà làm giống phù thủy thiệt. Không, mày con à con, cô giáo mà con nói như vậy sao được con hả? Quá là tôi một rồi. Nè, ví dụ con có giận cô quá hay là con không có thích cô thì con cứ nói là kêu là cô cú, cô thỏ gì cũng được. Trời ơi. Còn nữa, nghĩ sao đi học mà nó nắm đầu bạn gái, nắm tóc bạn gái nó ghi là sao? Hết nói nổi là con trai gì đâu kỳ vậy không con. Lăng. Không có ga lăng, con gái người ta là thùy mị, là phái yếu, không có được nắm đầu mà gịch kìa, biết chưa? Quá, minh họa vậy. Trời ơi, nắm đầu con gái nè. Đã vậy thôi, bây giờ phê vô đây, cái chữ quan trọng nhất là lưu ban 2 năm. Rồi, nó không sao mà nó đi ăn mài luôn vậy bà. Đó, lưu ban đó. Lưu là lưu lạc, ban là cái ban. Cái ban đi lưu lạc là đi ăn mài chứ còn trời gì nữa. Trời ơi, cái ban đi ăn mài không là đã đổ rồi. Còn lưu lạc, cái ban mà còn bị lưu lạc nữa, mày có mày ngu không? Đâu phải đâu. Sao không phải? Cái ban lưu lạc rồi nào. Lưu ban nghĩa là ở lại chứ bộ. Con trời. Ở lại đâu. Mày còn cãi nữa hả mày? Ba nhớ lại đi, năm nay con chín tuổi, còn lớp 4 đúng rồi bộ. Ở đó đâu có. Chín tuổi lớp 4. Mày đừng có cãi mày đừng có xạo xạo. Tổng kết cuối năm, lưu ban 2 năm. Sổ liên lạc của trò Nguyễn Văn Tuân. Đó, thấy không? Con là Nguyễn Văn Tuân chứ bộ. Vậy thằng Nguyễn Văn Tuân là thằng nào? Nguyễn Văn Tuân là ba đó. Ta người cha yêu dấu. Vậy là sổ liên lạc này là của cứ Tuy á. Nguyễn Văn Tuân là Tuy á. Nãy giờ tưởng thật của nó ai về cứ Tuy. Ba nói học dở là phải đánh đòn hả? Vậy ba tự ba đánh ba đi. Có cần thiết không con? Cần sao không cần? Trời, ông nghĩ sao mà ông đi học để về làm nhục không? Văn 3, toán 4, sử 3 điểm rưỡi, ăn dụng trong giờ học, giả chữ ký phụ huynh, gọi cô giáo là phù thủy, nắm tóc bạn gái, tất cả nãy giờ là số liên lạc của chồng tôi. Ôi, vậy để tôi tự xử. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da.